Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thuật xem chỉ tay được coi trọng cả ở phương Tây và phương Đông vì các đường chỉ tay có thể phần nào nói lên tính cách, sức khỏe cũng như là vận mệnh sang hèn của một người. Đường chỉ tay của mỗi người đều không giống nhau, người có đường chỉ tay này nhưng chưa chắc người khác đã có. Tuy nhiên thì một người đều có ba đường chỉ tay chính, đó là đường sinh mệnh, trí tuệ và đường tình duyên. Ngoài ra thì còn có một số đường chỉ tay phụ, và nếu ai sở hữu một trong những đường chỉ tay hiếm gặp này thì chắc chắn sẽ có một cuộc sống sung túc, đủ đầy, viên mãn. Bạn hãy xem đường chỉ tay và xem mình có được sở hữu những đường chỉ tay hiếm gặp nào dưới đây hay không nhé. Chỉ tay hình chữ X, dù ở bất kỳ vị trí nào đều là dấu hiệu của sự thanh đạt xuất sắc về một lĩnh vực nào đó. Nếu là bác sĩ thì đó sẽ là một bác sĩ giỏi, còn nếu là họa sĩ thì chắc hẳn đó là một họa sĩ có tài. Đặc biệt, khi mà hai hình tam giác đối nhau sẽ tạo thành đường chỉ tay chữ X, được gọi là rất hiếm. Theo nghiên cứu trung bình thì chỉ có 3% người trên thế giới có sở hữu chỉ tay chữ X. Theo một nghiên cứu về tính cách của những người có chỉ tay hình chữ X của các thầy nhân tướng học từ xa xưa, những người có đường chỉ tay hình chữ X đều có trí tuệ hơn người và khả năng lãnh đạo tài ba, có trí nhớ siêu phàm và lòng vị tha, đôi khi có những ý tưởng tuyệt vời đi trước thời đại. Chỉ tay hình chữ nhất. Đường chỉ tay hình chữ X đã hiếm thì đường chỉ tay hình chữ nhất còn hiếm hơn, khi chỉ có 1,5% người trên thế giới sở hữu được đường chỉ tay này. Theo thuật xem chỉ tay, người có đường chỉ tay chữ nhất thường có ý chí mạnh mẽ, khao khát thành công lớn, khả năng tập trung cao độ và có tính sáng tạo hơn người bình thường. Họ không bao giờ ngừng học hỏi, biết tiếp thu nên con đường sự nghiệp lúc nào cũng rộng mở hanh thông. Ngoài ra, những người này thường có tính tình kiên định, làm việc gì cũng tới nơi tới chốn, không bao giờ nản chí trước những khó khăn nên họ sẽ sớm gặt hái được thành công trên con đường sự nghiệp. Chỉ tay hình chữ M. Chữ M trong lòng bàn tay được hình thành từ 4 đường, đó là đường sinh mệnh, đường tình duyên, đường trí tuệ và đường sự nghiệp. Các chuyên gia nhân tướng học cho biết, đường chỉ tay này rất hiếm gặp nên nó trở thành dấu hiệu của những người đặc biệt và có tài thiên bẩm. Nhìn chung, những người sở hữu đường chỉ tay hình chữ M đều có tướng lãnh đạo, sự nghiệp phát triển và có thể gây dựng được cơ đồ. Họ là những người trực giác, nhạy bén, mạnh mẽ, bản lĩnh, đáng tin cậy và một khi đưa ra mục tiêu sẽ thực hiện tới cùng. Trong lịch sử có rất nhiều nhân vật nổi tiếng sở hữu đường chỉ tay hiếm gặp này, chẳng hạn như cựu Tổng thống Obama, tỷ phú Bill Gates. Họ còn là những người giỏi giao tiếp, biết gây dựng mối quan hệ, là người nhiệt tình hay giúp đỡ mọi người. Đừng bao giờ có ý định đùa giỡn, bỡn cợt với người có đường chỉ tay chữ M vì họ có trực giác rất tốt, phát hiện ra những điều giả dối rất nhanh và thường sau đó khó lấy lại được niềm tin từ họ, dù bạn đã được tha thứ. Phụ nữ sở hữu đường chỉ tay chữ M thường có trực giác tốt hơn nam giới. Họ rất dễ gặp may, nhất là những cơ hội có liên quan tới vấn đề tiền bạc, công danh. Từ đó dễ xây dựng sự nghiệp, thành công trước 40 tuổi. Đường chỉ tay tam kỷ. Nếu qua độ tuổi trưởng thành, bạn phát hiện thấy trong lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện 3 đường chỉ tay đặc biệt như hình trên, thì xin chúc mừng bạn, bởi đây là điểm báo cát tường. Nhìn qua đường chỉ tay này thì khá giống với đường vân trên thân cây hoặc là như mặt trăng khuyết đặt song song với nhau, và đây được gọi là đường chỉ tay tam kỷ. Người sở hữu đường chỉ tay tam kỷ thường có số giàu sang phú quý, dễ thăng quan tiến chức, nắm giữ được những chức vụ quan trọng ở chỗ làm. Họ ngoại giao tốt, có địa vị xã hội nhất định và nếu chăm chỉ làm ăn, chắc chắn cuộc sống của họ sẽ rất dư giả. Đàn ông có đường chỉ tay tam kỷ thường có danh vị song toàn, giàu sang phú quý ở ngoài tuổi 40. Phụ nữ có số vượng phu ích tử sau khi kết hôn sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho chồng, có thể quán xuyến được mọi việc trong gia đình. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong thủy Gia Cát
sẽ giúp anh chị điểm mặt ra 5 trong số 12 con giáp. Khi có những đặc điểm trên sẽ càng may mắn trong năm 2020, có thể sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, còn tình duyên thì viên mãn. Đầu tiên trong danh sách của chúng ta đó là tuổi Tỵ. Năm 2020, tuổi Tỵ phần nào chịu ảnh hưởng của thái tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó để nắm bắt, sự nghiệp cũng không được như ý. Trong năm Canh Tý, tuế can canh thủ lộ xuất chính tài, thái tuế Tý Thủy gặp chính quan tinh. Tý Thủy và Tỵ Hỏa xung đột mạnh, về phần vận khí sẽ đẩy nhiều khó khăn về phía những chú rắn. Để mọi việc viên mãn hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần phải luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Thời gian này, bản mệnh sẽ có kha khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay là việc làm thêm tăng thu nhập, tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. Có điều may mắn thường như cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình. Bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt thì không phải chịu áp lực, nhưng con giáp này lại là áp lực vô hình khi mà mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Tuổi Tỵ thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên điều này sẽ mang tới nhiều sự bất mãn cho bản mệnh trong năm 2020, đòi hỏi bản mệnh phải bình tĩnh và giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận. Thái tuế năm 2020 cũng mang theo không ít những hung tinh gây xung sát cho tuổi rắn, chủ yếu là gây họa tán tài hao lộc và mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, lục đục nội bộ. Ngoài ra thì những người cầm tinh con giáp này cần nhớ kỹ, năm Canh Tý trở nên chủ quan, tham gia đầu tư mạo hiểm hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Thái tuế ngự tại chính quan cho thấy sự hiện diện của chính nghĩa cũng là đại diện của pháp luật. Đi trái với vận mệnh mà làm trái pháp luật thì chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề, không chỉ mất tiền mất của mà còn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý. Năm Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực bất cần trong suy nghĩ và hành động do bị hỏa khắc chế, có thể sẽ gây ra áp lực lớn về mặt tinh thần hay là gây ra vết thương ngoài da. Tim mạch không được tốt cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh dễ nổi nóng, bốc đồng, chịu thiệt nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giữ cho mình lạc quan, yêu đời, tự tin vào bản thân thì dù có chuyện gì xảy ra thì cũng vẫn tự tin. Con giáp này đang nỗ lực hết sức để gây dựng chỗ đứng cho bản thân nhưng đôi khi lại thấy chán nản, bất mãn khi mà cố gắng của mình không được thừa nhận mà mắc phải sai lầm đáng tiếc. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài, nạp phúc, nạp tài, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Tiếp theo trong danh sách của chúng ta đó là tuổi Thìn. Tam hợp thái tuế quý nhân vượng. Những mệnh chủ tuổi Thìn nếu có những đặc điểm trên rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói vận thế không tệ. Những mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở ngày nở mặt, chỉ cần có cố gắng, có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế chiêu mời các tinh, hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Về mặt tài vận, lưu niên thiên can canh kim, sinh vượng, địa chi tí thủy là chính tài. Tài tinh lại hợp thân, cho nên những mệnh chủ tuổi Thìn trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập đồng lương của người công chức, cho nên trong năm nay vận tài lộc tương đối hanh thông, mệnh chủ chủ yếu nhận tài lộc từ công việc chính của mình. Những công việc vụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam nữ mệnh chủ tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ và yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt. Những người độc thân thì nên nắm bắt cơ hội tốt.
Điều này cần nhắc nhở là vào năm Canh Tý bị lưu niên thiên can tiết thân, lại gặp hoàng phan tinh, cho nên năm nay dễ bị những bệnh mãn tính hoặc là nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng, dẫn đến tình trạng sức khỏe không được như lý tưởng, phải hao tài tốn của cho bệnh tật. Khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa sát, gặp hung hóa cát, được bình an may mắn trong năm. Nếu như có vật nuôi trong nhà cũng cần phải chú ý đến sức khỏe và vệ sinh, tránh để bệnh tật lây nhiễm. Ngoài ra, hãy luôn mang bên mình mặt bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa cát. Tuổi Thân, tam hợp quý nhân có nhiều sự giúp đỡ cho sự nghiệp hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về mặt sự nghiệp, có lợi chính là tam hợp với chi năm, hơn nữa Thái Tuế là thương quan của tuổi Thân. Điều này có nghĩa là mệnh chủ tuổi Thân có nhiều cơ hội hợp tác không tồi. Được Thái Tuế tương trợ nên vận hạn năm 2020 của những mệnh chủ tuổi Thân rất cát lành. Tuổi Thân năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp thì cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay hãy sử dụng kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, chiêu mời các tinh, hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Vận quý nhân tương đối vượng, mọi việc đều có sự trợ giúp, không chỉ tâm thân vui vẻ, năng lực của bản thân cũng được phát huy, sẽ càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến. Vì là năm của sự nghiệp hanh thông, quyền thế, thu nhập đều có đột phá. Hơn nữa, tứ lục văn xương tinh đến là khôn của Thân. Một vài người làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, văn nghệ, thiết kế đang có chủ tính, thực hiện các dự án thiết kế phát huy sáng tác sẽ có biểu hiện tốt hơn. Bất lợi chính là bạch hổ, chỉ bối địa sát dễ mang đến cho tuổi Thân một vài khẩu thiệt thị phi, cần hết sức tránh và giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Về mặt tình cảm, Thái Tuế thương quan hợp với Thân, mệnh chủ tuổi Thân có vận thế trong năm nay rất vượng về nhân duyên, có thể chủ động bỏ ra công sức để kinh doanh mà tình cảm trong cuộc sống sẽ có nhiều sự ngạc nhiên và lãng mạn. Các bạn nam nữ tuổi Thân trong năm nay có mối quan hệ xã giao cũng rất tốt. Ngoài ra thì có lợi cho việc mang bầu và làm ấm hơn tình cảm trong gia đình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho phu tinh nên với những bạn đơn thân nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia xuất hiện, không nên nóng vội. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp Thái Tuế, cơ hội rất nhiều, tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực của bản thân cho thật tốt, tích lũy trí tuệ kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng với sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho năm 2020, bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân tăng cường tài lộc của mình. Tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020 của tuổi Dần, nếu con giáp này mà có những đặc điểm như được nêu ở trong phần 1 thì trong năm không chịu ảnh hưởng của Thái Tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bớt phần xui xẻo lận đận. Năm Canh Tý Dần thổ lộ xuất thiên quan, Thái Tuế Tý Thủy có chính ấn trợ mệnh, tương sinh cho tuế can canh kim, giúp cho bản mệnh gặp thêm may mắn. Để được Thái Tuế tương trợ và gặp nhiều may mắn hơn, hãy luôn mang theo bên mình kim bài Thái Tuế năm 2020 để được quý thần tương trợ, tăng cường cát tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn bình an trong cuộc sống. Xem vận trình sự nghiệp của tuổi Dần năm 2020, về cơ bản, con giáp này sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình. Song các cơ hội này không dễ để nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm và nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, tăng chế độ đãi ngộ, đồng thời nhận được sự ưu ái và nâng đỡ của cấp trên. Điểm đặc biệt trong năm Canh Tý này là bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ đều dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi. Có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hoặc là điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng và đãi ngộ tốt hơn. Song con giáp này cũng cần phải chủ động và tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi Thái Tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ có cho cơ hội chứ không cho may mắn.
Ngoài ra thì Tái Tuế là Tý Thủy chính ấn tinh của tuổi Dần, tượng trưng cho sự giúp đỡ hỗ trợ của trưởng bối với con giáp này, đồng thời cũng thể hiện sự thuận lợi trong các dự án có tính lưu động lớn như thủy lợi, thủy sản hay là kinh doanh mặt hàng ẩm thực ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh, nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của Thái Tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó vẫn dễ mang tới những trận sợ hãi kinh hoàng hoặc là tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Mới thoát khỏi hạn Thái Tuế nên vận trình ban đầu còn nhiều gian nan lận đận, vậy nên người tuổi Dần cần phải sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất luôn mang theo bên mình để tăng cường quý thần tương trợ, hóa giải thị phi, kích hoạt tài lộc cho người tuổi Dần năm 2020. Trong năm thì đường tình duyên bất thuận, nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm, thiên cầu hung tinh chiếu mệnh, nhà có trẻ nhỏ nên tránh để trẻ chơi một mình, hạn chế tiếp xúc với động vật trong nhà như mèo hay là chó để tránh những thương tích không đáng có. Theo dõi tử vi năm 2020, sự nghiệp của tuổi Dần năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, chuyển học hành thi cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm cơ hội, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Tuổi Sửu. Tiến sang năm 2020, vận trình của tuổi Sửu nếu có những đặc điểm trên sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, Thái Tuế Tý Thủy tọa tại thứ tải ca tinh. Thương quan sinh thứ tải mà Thái Tuế Tý và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Vì con giáp Tý và Sửu tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, mệnh chủ tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển. Các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai sẽ rất cát lành. Về mặt công việc, sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Bản An, Thiên Xá và Thiên Y cùng xuất hiện có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của bản mệnh. Đây là một năm có nhiều cảm xúc trong công việc của mình và có thể nhận được sự ưu ái giúp đỡ của quý nhân. Tử vi của tuổi Sửu trong năm 2020 cho thấy, con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉn chu hơn, nhất là với những ai làm trong kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ quả mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc về nhà cũng nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình, hơn nữa tài lộc toàn tự tìm đến với tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, quạnh tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi, hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình. Tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xỉm. Vậy nên hãy luôn mang bên mình pháp khí hộ thân kim bài Thái Tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, trọn đời luôn được may mắn bình an. Trong năm Phạm Tam Tai 2020, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng lành, tuy nhiên thì chỉ ở mức độ nhẹ. Bản mệnh có thể làm việc do dự, thiếu quyết đoán, không đủ tự tin cũng sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Bản mệnh nên chủ động tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm chuyển học hành thi cử của những chú trâu vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng học hành cho tốt, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi thêm kinh nghiệm và kiến thức, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Tuy nhiên thì trong năm thủy khí quá vượng do chịu ảnh hưởng của Thái Tuế Tý Thủy, con giáp này dễ cảm thấy áp lực nặng gánh khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi sức khỏe, nên mệnh chủ cần phải tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui và có cảm hứng cho mình. Có thế mới tránh được những tác động xấu ảnh hưởng đến sức khỏe. Hàng ngày nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng, cũng đừng quên tâm sự chia sẻ với người thân và gia đình, vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình.
Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Quý vị thân mến, khám phá nhân tướng học về tướng bàn tay mang lại vận giàu sang phú quý rất thú vị đúng không nào? Với vài điểm ấn tượng trên cơ thể thì ta có thể có động lực niềm tin đi tìm sự thành công hạnh phúc sung sướng sau này. Tuy nhiên, những kiểu nhận định trên đây thì không áp đặt tất cả, bởi muốn có được cuộc sống vui vẻ, nhàn hạ, sung sướng, đòi hỏi bạn phải bỏ chất xám công sức, sự cố gắng không ngừng nghỉ mới có được kết quả trong tương lai. Dù thế nào đi chăng nữa thì có làm mới có ăn, có cố gắng mới có thành quả. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.